Sau khi các bạn đã móc được một chú vịt như thế này, mình có thể link hướng dẫn móc chú vịt ở phần mô tả. Các bạn hãy xem và móc nhé. Sau đó thì chúng mình sẽ móc phần mũ của ông già Noel. Thì trước tiên các bạn sử dụng màu len đỏ và lên cho mình là một vòng tròn ma thuật với 5 mũi bông tơ. Sau đó thì các bạn sẽ móc lên luôn hàng thứ hai và không cần kết thúc nha. Hàng thứ hai các bạn sẽ móc vào một chân mũi này là 2 mũi móc đơn vào cùng một chân. Tổng cộng của cả hàng này sẽ có 10 mũi móc đơn. Hàng thứ ba thì các bạn sẽ móc vào mỗi một chân mũi này là một mũi móc đơn. Tổng sẽ có 10 mũi móc đơn. Tiếp tục hàng tiếp theo, các bạn sẽ móc cho mình như sau. Chân mũi đầu tiên là 2 mũi móc đơn vào cùng một chân. Chân mũi tiếp theo là 1 mũi vào một chân. Sau đó lại 2 mũi một chân. Thở lại 1 mũi một chân. Cứ như vậy cho đến hết hàng. Hàng tiếp theo các bạn sẽ móc như sau. Chân mũi đầu tiên là 2 mũi móc đơn vào cùng một chân. 2 chân mũi tiếp theo, mỗi một chân mũi là 1 mũi móc đơn. Sau đó lại lặp lại. 2 mũi vào cùng một chân. Rồi 2 chân tiếp theo, mỗi chân là 1 mũi. Cứ như vậy cho đến hết hàng. Tiếp theo các bạn sẽ móc như sau. Chân mũi đầu tiên là 2 mũi móc đơn vào cùng một chân. 3 chân mũi tiếp theo, mỗi chân là 1 mũi móc đơn. 1 2 3. Sau đó lặp lại. 2 mũi vào cùng một chân. 3 chân tiếp theo, mỗi chân 1 mũi móc đơn. Các bạn cứ làm như vậy cho đến hết hàng. 2 mũi cùng một chân. 3 chân tiếp, mỗi chân 1 mũi. Hàng tiếp theo các bạn sẽ móc như sau. Mũi đầu tiên, chân mũi đầu tiên là 2 mũi móc đơn vào cùng một chân. 4 chân mũi tiếp theo, mỗi chân là 1 mũi móc đơn. 1 2 3.
sau đó lặp lại mũi đầu là hai mũi vào cùng một chân. Bốn chân tiếp theo, mũi chân một mũi. Cứ như thế cho đến hết hàng nhé. Hàng tiếp theo các bạn sẽ móc vào mỗi một chân mũi là một mũi móc đơn. Thì các bạn tiếp tục móc cho mình tất cả các chân mũi, mỗi chân mũi là một mũi móc đơn, tổng cộng mỗi hàng sẽ có 30 mũi móc đơn. Để chúng ta tiếp tục nối phần len màu trắng vào. Các bạn đổi cho mình cái móc to hơn để móc cái phần len màu trắng này nhé. Tiếp tục các bạn móc vào mỗi một chân mũi là một mũi móc đơn. Các bạn cứ làm như vậy cho đến hết hàng.
sau khi mà các bạn đã làm được xong phần mũ thì chúng mình sẽ tiếp tục móc khăn. Đầu tiên thì các bạn sẽ điên cho mình là 50 mũi bính. 1, 2. Thứ tư, các bạn sẽ móc cho mình một mũi kép đơn. Tiếp tục các bạn móc cho mình tất cả các chân mũi đều là mũi kép đơn. Sau khi các bạn đã móc đến cuối hàng thì chúng mình sẽ tiếp tục móc các cái mũi đơn vòng quanh. Các bạn móc luôn vào phần chân mũi này nhé. 3 mũi móc đơn. Một, 2, 3. Sau đó mỗi chân mũi các bạn móc một mũi móc đơn cho đến hết hàng. Tục các bạn móc đây, 3 mũi móc đơn, 1, 2, 3. Sau đó mỗi chân mũi các bạn lại móc một mũi móc đơn. Sau khi đã móc xong được một dải như thế này thì các bạn sẽ cắt lên len này. Sau đó các bạn sẽ lấy cho mình một chiếc khuy. Và đính vào. Đính vào đây. Sau đó quàng vào cổ cho chú vịt.
Vậy là mình đã hoàn thành một chú vịt rất là siêu đáng yêu để trang trí hoặc là làm quà tặng cho các bạn bè nhân dịp Noel này rồi. Chúc các bạn thành công nhé.